Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Các đơn vị Nga đã hoàn thành chiến dịch bao vây làng Kurakhov ở phía tây tỉnh Donetsk. Chỉ trong mấy ngày vừa qua, họ đã kiểm soát 6 khu định cư với diện tích khoảng 50 km vuông xung quanh cứ điểm Kurakhov. Theo chuyên gia Julian Rocker, nhà phân tích của tờ Bild của Đức, cuộc tấn công của quân đội Nga vào Kurakhov bắt đầu bằng một cuộc đột phá từ gần thị trấn Marinka đến bờ hồ chứa Kurakovsky và thiết lập quyền kiểm soát thành phố Ukrainsk ở phía bắc. Kết quả là Kurakhovka bị bao vây từ hai hướng, đẩy quân Ukraine vào thế chống đỡ. Theo kênh Military Chronicle, nếu không tin đến quy mô của nhóm lực lượng Kiev, thì trận chiến Kurakov có thể xếp ngang hàng với máy xay thịt Atimovsk, tức Bakhmut diễn ra trong giai đoạn 2022-2023 với tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Đánh giá từ phía Ukraine, hầu hết các đơn vị tinh nhuệ của họ đều tập trung ở khu vực này mối quan tâm lớn nhất của lực lượng Kiev với sự hiện diện của các lữ đoàn cơ giới hay tấn công đường không là ở hướng Bắc và hướng Đông. Các lữ đoàn dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine được triển khai từ phía Nam để yểm trợ. Theo kế hoạch cổ điển cho những trường hợp như vậy, họ sẽ đổi tổn thất về người để làm chậm bước tiến của đối phương. Tuy nhiên, vấn đề là thời gian sẽ không giúp ích nhiều cho lực lượng Kiev trong bối cảnh khó khăn trồng chất tại Kurakhov vì họ không đủ khả năng xây dựng thêm các tuyến phòng thủ trong điều kiện hiện tại. Đồng thời, Nga cũng không cần thiết phải đột kích trực diện vào Kurakhov từ phía đông vào lúc này, bởi nếu bị cuốn vào các trận đánh khốc liệt trong đô thị sẽ có tổn thất rất lớn về người, vũ khí và trang bị. Giữa lúc tình hình căng thẳng tại chiến trường, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine hiện đã bắt đầu nhận được ngày càng nhiều viện trợ quân sự từ các đối tác quốc tế, cụ thể là về pháo binh. Ông Zelensky viết trên Telegram, sau cuộc họp của Ban tham mưu Tổng tư lệnh tối cao, chúng tôi đang ghi nhận nguồn cung cấp các gói viện trợ quốc phòng tăng lên, tình hình pháo binh đã được cải thiện. Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi ông Zelensky cho biết một trong những thách thức lớn của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga chính là vũ khí viện trợ của đồng minh hứa hẹn đến quá muộn hoặc chưa đến, ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến của nước này. Theo ông Volodymyr Zelensky, trong trường hợp của Mỹ, quốc gia hỗ trợ vật tư quân sự lớn nhất cho Ukraine có tới 90% viện trợ quân sự được quốc hội nước này phê duyệt cho năm tài chính 2024 vẫn chưa đến được chiến trường. Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia phương Tây viện trợ nhiều nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Mỹ gần đây đã công bố một gói viện trợ quy mô lớn cho Ukraine, mới nhất là gói viện trợ đạn dược, vũ khí, xe cộ và các hỗ trợ khác trị giá 425 triệu đô la Mỹ, được công bố vào ngày 1 tháng 11. Theo thông tin cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng T-80 BVM của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại khu vực phía nam Donetsk. Cụ thể, các kíp lái T-80BVM từ nhóm tác chiến của Nga đã phản ứng nhanh chóng khi tình báo Nga phát hiện sự tập trung đầu đảo của quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một đợt tấn công. Trước tình thế này, các lực lượng Nga quyết định tiến hành tấn công phủ đầu bằng hỏa lực chính xác từ vị trí chiến lược, gây tổn thất đáng kể cho Ukraine về nhân sự và trang thiết bị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiếp xe T-80BVM lập tức rút lui về vị trí an toàn, tránh nguy cơ bị phản công bởi pháo binh Ukraine. Trong giai đoạn này, các xe tăng vẫn duy trì sẵn sàng chiến đấu và được bổ sung đạn dược, phòng trường hợp cần tái triển khai. Vào tháng 9 năm ngoái, quân đội Nga đã đưa hàng loạt xe tăng T-80BVM mới ra chiến trường. T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 do Liên Xô phát triển. Mục tiêu chính của việc nâng cấp T-80BVM là nâng cao khả năng chiến đấu của xe tăng và kéo dài thời gian hoạt động. T-80BVM có trọng lượng chiến đấu khoảng 46 tấn, xe tăng được trang bị động cơ tô binh khí, tạo ra công suất 1.250 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 80 km h trên đường trường và 45 km h trên địa hình, phạm vi hoạt động 500 km. Xe tăng có tổ lái gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và lái xe. Kênh Telegram của công ty Uravozon Ravod, một thành viên của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đơn vị sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, đã cung cấp một vài thông tin quan trọng về những chiếc xe tăng nói trên. Những cải tiến được thực hiện dựa trên kinh nghiệm sử dụng phương tiện trong các trận chiến thực sự, gói nâng cấp nói trên đã được chứng minh làm tăng khả năng đáng kể tồn tại của xe tăng. Ưu điểm lớn nhất của những chiến xa này lắp đặt động cơ thô biên khí công suất 1.250 mã lực đầy mạnh mẽ, khiến chiếc T-80 BVM gần như im lặng khi di chuyển về phía đối phương để tung đòn tấn công quyết định. Những lời chia sẻ từ các binh sĩ Nga đã góp phần làm rõ lợi thế của T-80 so với các xe tăng khác. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2023, một chỉ huy Nga chia sẻ về lần chạm trán xe tăng Leopard do Đức sản xuất trên chiến trường. Theo vị chỉ huy này, trong khi Leopard gặp khó khăn ở địa hình lầy lội, động cơ tô khí của T-80 giúp nó di chuyển linh hoạt trên mọi loại địa hình phức tạp. Chỉ huy này cho biết, Leopard thường xuyên bị kẹt trong bùn, xe chúng tôi với động cơ tô khí vượt qua mọi chướng ngại vật, kể cả chiến hào và bong khe của đối phương trong điều kiện thời tiết khó khăn. Điểm mạnh của T-80 còn nằm ở động cơ tô bin khí tương tự như xe tăng M1 Abram của Mỹ, tạo ra sức mạnh vượt trội để vượt qua các địa hình đa dạng một cách nhanh chóng. Khả năng này là một lợi thế chiến lược trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine, nơi địa hình thay đổi và phức tạp. Vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong buổi phỏng vấn với hãng tin Russia, Segotnia khẳng định rằng Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Kazan của Nga cuối tháng 10 vừa qua đã cho thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga là vô ích ông Lavrov trả lời hãng tin Russia Segonia trong buổi phỏng vấn. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan thực sự là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất, không chỉ trong năm nay mà còn trong thời gian gần đây. Theo Ngoại trưởng Nga, các bên tham gia thượng đỉnh BRICS đều cảm thấy cuộc họp được tổ chức trong bầu không khí, hữu nghị, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Ông Lavrov trả lời phỏng vấn, tuyên bố chung nêu rõ cam kết của các quốc gia tham gia trong việc thúc đẩy những thay đổi tích cực trong nền kinh tế và chính trị toàn cầu hướng tới xây dựng một trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu và giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi sức mạnh kinh tế và chính trị ngày càng tăng của các nước BRICS là sự thật không thể phủ nhận và cho biết nếu BRICS và các nước quan tâm hợp tác với nhau, họ sẽ là một yếu tố quan trọng của trật tự thế giới mới. Nhận định với tờ Vedomosti của Nga, ông Dmitry Suslov, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu toàn diện châu Âu và quốc tế tại trường kinh tế cao cấp Moscow cho rằng Ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh này nằm ở thời điểm diễn ra sau sự mở rộng gần đây của BRICS. Hội nghị thượng đỉnh sẽ kiểm tra khả năng duy trì sự thống nhất và đồng thuận của khối này sau khi mở rộng từ 5 quốc gia ban đầu gồm Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Đáng chú ý, hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này diễn ra ngay trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia tại Kazan sẽ là một minh chứng cho lập luận của Moscow rằng Nga không hề bị cô lập mà ngược lại đang có sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước khác. Theo Kyiv Independent, mới đây Ngoại trưởng Đức Anna Lena Baerbock đã có mặt tại thủ đô Kyiv của Ukraine. Đây là lần thứ 8 bà Baerbock tới Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về hỗ trợ quân sự và đầu tư quốc phòng cho Ukraine, cũng như những thách thức mà Ukraine phải đối mặt trước mùa đông. Tại cuộc trò chuyện, Tổng thống Ukraine Zelensky nói, Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ quân sự và tài chính đáng kể mà chính phủ Đức dành cho Ukraine. Chúng tôi tin tưởng Đức sẽ tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong năm tới, vì điều này cực kỳ quan trọng đối với chiến thắng của chúng tôi. Trong khi đó, bà bà ở Bốc cho biết, Đức đang cùng ký ép chống lại đối thủ thông qua các nỗ lực nhân đạo. Đức sẽ giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông khó khăn sắp tới, đồng thời đảm bảo Ukraine có thể bảo vệ an ninh quốc gia. Truyền thông địa phương cho biết, Kiev được dự báo sẽ phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt khi Nga liên tục công kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian qua. Kể từ mùa đông năm 2022, Đức đã luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ năng lượng cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Đức tuyên bố sẽ cấp thêm 200 triệu euro, khoảng 218 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong mùa đông thứ ba của cuộc xung đột. Bà phát biểu tại cuộc họp với người đồng cấp Ukraine Andriy Sibiha rằng Số tiền này sẽ được hỗ trợ cho những ngôi nhà gần tiền tuyến, không có nguồn cung cấp năng lượng, cũng có thể nhận được nhiên liệu và người dân Ukraine, có thể được cung cấp những nhu yếu phẩm như chăn hoặc áo khoác để bảo vệ họ khỏi nhiệt độ đóng băng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây, ông Andriy Zermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Kiev không đàm phán trực tiếp với Nga về lệnh ngừng bắn năng lượng nhưng sẵn sàng cho một nước thứ ba làm trung gian thực hiện các cuộc đàm phán về công thức hòa bình. Theo Kiev Independent, ông Zermak đưa ra tuyên bố này để đáp lại nhiều ấn phẩm truyền thông đưa tin Kiev và Moscow đang thảo luận sự bộ về việc cùng nhau ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng. Mỹ sẽ cung cấp tới 400 thiết giáp Stryker cho Ukraine khi đã thông qua gói viện trợ quân sự mới. Thiết giáp Stryker được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh mới cho các lữ đoàn cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là những đơn vị đổ bộ đường không tinh nhuệ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thông qua một gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, giá trị lên tới 425 triệu đô la Mỹ, bao gồm nhiều mặt hàng rất đáng chú ý. Cần nhấn mạnh, khoản viện trợ này sẽ được phân bổ theo quyền rút trang bị của Tổng thống FDA, cụ thể là số vũ khí trên sẽ được lấy trực tiếp từ trang bị hiện có của quân đội Mỹ thay vì hàng lưu kho hay sản xuất mới. Theo thông báo, Kiev sẽ tiếp nhận tên lửa cho hệ thống phòng không NASAMS, đạn phản lực dẫn đường của tổ hợp M142 HIMARS, đạn phản lực dẫn đường của tổ hợp M142 HIMARS, đạn pháo 105 và 155 mm vũ khí chống tăng. Sự bổ sung đáng chú ý nhất trong gói viện trợ nói trên là thiết giáp Striker. Phương tiện này cung cấp khả năng đưa binh sĩ cũng như trang thiết bị của các khu vực xung đột một cách an toàn, cũng như gia tăng đáng kể hỏa lực yểm trợ cho bộ binh trên chiến trường. Dòng xe bọc thép Striker có nguồn gốc từ thiết kế của chiếc LAV3 Canada do công ty General Dynamics Land System Canada sản xuất cho quân đội Mỹ, bắt đầu được biên chế từ tháng 10, 2003. Ước tính hiện có khoảng 4.900 chiếc Striker đã xuất xưởng. Striker là phương tiện chiến đấu bọc thép 8 bánh kết hợp giữa xe tăng và xe bọc thép chở quân. Striker có nhiều biến thể khác nhau do nhà sản xuất General Dynamic Land System, phát triển cho quân đội Mỹ đã được đưa vào sử dụng từ năm 2002 và đã từng tham chiến ở Iraq. Ngoài Striker, Mỹ được cho là từng viện trợ Ukraine xe bọc thép bánh xích Bradley được trang bị pháo tự động và tên lửa TOV. Striker không có hiệu quả bằng Bradley khi chiến đấu với xe tăng nhưng có khả năng tốt trong việc bảo vệ bộ binh. Xe bọc thép bánh lốp Striker có thể hoạt động trong tuyết, bùn và cát di chuyển nhẹ nhàng hơn Bradley, đồng thời có thể chở nhiều binh sĩ hơn, 9 người so với 6 người của chiếc M2 Bradley tiêu chuẩn. Mới đây, trong cuộc họp diễn ra tại bán đảo Crimea nhằm ban thảo về các vấn đề của ngành đóng tàu, cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Pachusev đã cho biết về một thông tin đáng báo động đối với Điện Kremlin theo ông Pachusev, Mỹ và các đồng minh NATO thuộc châu Âu đang xem xét khả năng thay đổi chế độ đi lại thông qua những eo biển thuộc Biển Đen, vốn được thiết lập theo công ước Monstro. Ông Pachusev cáo buộc tập thể phương Tây đang ấp ủ kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của họ ở Biển Đen bằng cách sửa đổi những thỏa thuận quốc tế hiện có về việc tiếp cận khu vực này. Đáng chú ý hơn cả, ông Pachusev chỉ đích danh Mỹ và NATO đang tìm cách sử dụng những tuyến đường thủy nội địa của châu Âu cho mục đích quân sự nhằm tạo điều kiện tiếp cận Biển Đen. Cựu thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo ý định như vậy nếu được triển khai, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho sự cân bằng chiến lược hiện có trong khu vực, từ đó làm gia tăng đáng kể căng thẳng. Trước đó, chính quyền Moscow cũng đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về khả năng sửa đổi công ước và cảnh báo một bước đi như vậy có thể gây ra hậu quả sâu rộng đối với an ninh của toàn bộ khu vực Biển Đen. Công ước Montreux ký năm 1936 tại thành phố cùng tên của thụy sĩ. Theo công ước Montreux, Thổ Nhĩ Kỳ phải cho phép các tàu thương mại qua lại eo biển Dardanelles và Bosphorus miễn phí trừ khi có chiến tranh hoặc khi bị một thế lực bên ngoài đe dọa. Công ước cũng bắt buộc hạn chế đáng kể đối với tàu hải quân và các quốc gia không thuộc Biển Đen, chủ yếu của NATO, ngay cả trong thời bình. Theo Công ước, không một quốc gia nào có thể cho hơn 9 tàu hải quân có tải trọng đến 15.000 tấn lưu thông vào Biển Đen. Không một nhóm quốc gia duyên hải nào ngoài khu vực có thể đưa tàu hải quân có trọng tải hơn 45.000 tấn vào Biển Đen. Các con tàu này không được phép hoạt động quá 21 ngày tại Biển Đen. Một diễn biến khác mà Nga cũng phải đặc biệt quan tâm, đó là tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã phê duyệt dự án xây dựng kênh Istanbul, đồng thời khẳng định công ước Montreal sẽ không áp dụng cho tuyến đường thủy hoàn toàn mới này. Ông Erdogan nói rõ, kênh Istanbul không có mối liên hệ nào với công ước Montreal. Tuyến giao thông này là thành tựu của chúng tôi, sẽ giúp giải tỏa giao thông cho eo biển Bosphorus trên quan điểm bảo vệ môi trường. Chiều dài kênh Istanbul được thiết kế để kết nối biển Marmara và biển Đen khoảng 45 đến 50 km, chiều rộng 150 m, chiều sâu 25 m. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 85.000 lượt tàu sẽ đi qua hàng năm và eo biển Bosphorus ngừng hoạt động. Bản thân sự xuất hiện của kênh Istanbul không thể hủy bỏ công ước Montreux nhưng nó chắc chắn dẫn đến sự thay đổi trong các quan hệ pháp lý liên quan đến quá cảnh qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ và khiến sự hiện diện của tàu chiến NATO trở nên dễ dàng hơn. Mới đây, công ty SPP thuộc sở hữu nhà nước của Slovakia thông tin, châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận thay thế khí đốt Nga qua đường ống bằng khí đốt từ Azerbaijan. Lượng khí đốt vận chuyển theo đường ống từ Nga đến Liên minh châu Âu EU qua tuyến trung chuyển Ukraine sẽ bị chặn từ ngày 31 tháng 12, nguyên nhân bởi thỏa thuận thương mại cuối cùng giữa Moscow và Kiev sẽ kết thúc sau 5 năm. Phía Ukraine đã nhiều lần tuyên bố không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt, còn với Nga, nước này phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán gia hạn song Ukraine vẫn không thay đổi quyết định. Một số quốc gia thành viên EU, bao gồm Slovakia và Hungary, vẫn tiếp tục nhận khí đốt Moscow qua đường ống đi qua Kiev. Trước bối cảnh này, Slovakia cho biết họ muốn tiếp tục sử dụng tuyến trung chuyển qua Ukraine. Công ty SPP thường xuyên lên tiếng ủng hộ nỗ lực duy trì hoạt động vận chuyển khí đốt qua đường ống này, bất chấp xung đột Nga-Ukraine. Nguyên nhân bởi các tuyến đường thay thế sẽ tốn kém hơn và phải đối mặt với rủi ro tắc nghẽn ở các đường ống khác. Thời gian qua, các bộ trưởng năng lượng của EU đã thảo luận về việc thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga bằng Azerbaijan. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết cụ thể được tiết lộ công ty SPP cho hay vẫn không có thỏa thuận nào sắp được ký kết thay thế khí đốt của xứ sở Bạch Dương. Hãng tin Reuters của Anh cho rằng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc thay thế dòng chảy khí đốt của Moscow. Cũng có thể, một thỏa thuận tiềm năng sẽ được thông qua vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của EU, chiếm khoảng 30%. Theo trang Oil Pride. vấn đề của châu Âu là an ninh năng lượng. Đây là điều thúc đẩy các nước trong khu vực nỗ lực lấp đầy kho dự trữ năng lượng trước khi mùa đông bắt đầu. Hiện tại, kho dự trữ của EU đã ở mức kỷ lục là 95%. Mức này được xem là đủ với châu Âu nếu khu vực đối diện với thời tiết ôn hòa trong mùa đông này. Theo kết quả tham dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu của CNN, chỉ khoảng 1 phần 3 số cử tri trong cuộc bầu cử năm nay cho rằng nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng tốt hoặc tuyệt vời. Trong khi năm 2020, khoảng một nửa số người được hỏi đưa ra nhận định như vậy. Khoảng 1 phần 3 nói rằng nền kinh tế đang không tốt lắm và 1 phần 3 còn lại nói rằng nền kinh tế hiện rất kém. Chỉ 25% số cử tri cho biết họ có cuộc sống tốt hơn so với 4 năm trước, 45% nói rằng cuộc sống của họ tệ hơn và khoảng 30% nói rằng mọi thứ không thay đổi. Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau bỏ phiếu năm 2020, khoảng 40% nói rằng họ cảm thấy tốt hơn và chỉ 20% nói rằng họ cảm thấy tệ hơn. Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri năm nay, Khoảng 1 phần 5 số cử tri cho biết lạm phát đã khiến họ và gia đình khó khăn hơn trong năm qua. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng lạm phát ở mức vừa phải và khoảng 1 phần 4 nói rằng lạm phát không gây khó khăn cho họ. 2 phần 3 số cử tri được hỏi cho biết họ tin tưởng cuộc bầu cử năm nay được tiến hành công bằng và chính xác, nhưng quan điểm lại rất khác nhau giữa các cử tri ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và các cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Khoảng 9 trong số 10 cử tri ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ cho biết họ tin tưởng vào cuộc bầu cử trong khi chỉ khoảng một nửa số cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có quan điểm tương tự. Khoảng 3 phần tư số cử tri nói chung cho rằng nền dân chủ ở Mỹ đang bị đe dọa, chỉ khoảng 1 phần tư đánh giá là an toàn. Gần 4 trong số 10 người nói rằng nền dân chủ đang bị đe dọa rất nhiều. Phần lớn cử tri, khoảng 7 trong số 10 người được hỏi cho biết họ lo ngại về bạo lực do cuộc bầu cử gây ra. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời phòng bỏ phiếu của CNN năm nay phỏng vấn hàng nghìn cử tri cả những người đã bỏ phiếu trong ngày bầu cử và những người đã bỏ phiếu sớm hoặc có vắng mặt. Điều này khiến cuộc thăm dò trở thành một công cụ mạnh mẽ để hiểu được hồ sơ nhân khẩu học và quan điểm chính trị của cử tri trong cuộc bầu cử năm nay. Dù vậy, chúng cũng có biên độ sai số nhất định. Cuộc thăm dò của CNN kết hợp giữa phỏng vấn trực tiếp với những người bỏ phiếu trong ngày bầu cử và phỏng vấn qua điện thoại và khảo sát trực tuyến để thăm dò quan điểm của những người bỏ phiếu sớm và vắng mặt qua thư. Các cuộc phỏng vấn trực tiếp được Edison Research hiện thay mặt cho National Election Pool, một nhóm các hãng truyền thông theo dõi bầu cử. Phỏng vấn trực tiếp trong ngày bầu cử được tiến hành ngẫu nhiên tại 279 địa điểm bỏ phiếu, đặt câu hỏi cho 16.604 cử tri, biên độ sai số là cộng trừ 2 điểm phần trăm. Theo tổ chức phi lợi nhuận Open Circuit, các khoản chi, trong đó có cuộc đua vào quốc hội, sẽ vượt qua 15,1 tỷ đô la Mỹ vốn chi vào năm 2020 và tăng gấp đôi so với 6,5 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Trong cuộc đua tổng thống, phó tổng thống Kamala Harris là người dẫn đầu trong việc gây quỹ. Chiến dịch của bà trực tiếp gây quỹ được hơn 1 tỷ đô la Mỹ với 40% đến từ các nhà tài trợ nhỏ, cộng với 586 triệu đô la Mỹ từ các ủy ban hành động chính trị hỗ trợ. Chiến dịch của ông Donald Trump huy động được 382 triệu đô la Mỹ trực tiếp với 28% từ các nhà tài trợ nhỏ trong khi các ủy ban liên kết đóng góp 694 triệu đô la Mỹ. Nhà tài trợ lớn nhất là ông Timothy Mellon, đóng góp 197 triệu đô la Mỹ cho ông Trump và các hoạt động của Đảng Cộng Hòa. Những người ủng hộ lớn khác của Đảng Cộng Hòa bao gồm vợ chồng Richard và Elizabeth O'Neill từ ngành đóng gói, ông trùm sòng bạc Miriam Anderson, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk và nhà đầu tư quỹ đầu cơ ông Kenan Griffin, mỗi người đóng góp hơn 100 triệu đô la Mỹ cho ông Trump và các hoạt động của Đảng Cộng hòa. Về phía Đảng Dân chủ, ông Michael Bloomberg nổi lên như là nhà tài trợ hàng đầu, đóng góp khoảng 93 triệu đô la Mỹ. Ông George Soros cung cấp 56 triệu đô la Mỹ thông qua Ủy ban hành động chính trị của mình. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi quảng cáo, tổng cộng 10,5 tỷ đô la Mỹ được chi cho các quảng cáo chiến dịch cho các cuộc đua từ tổng thống đến các quan chức địa phương. Các chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris và ông Trump chi 2,6 tỷ đô la Mỹ cho các quảng cáo từ tháng 3 đến đầu tháng 11. Đảng Dân Chủ chi 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa đầu tư 993 triệu đô la Mỹ. Các chủ đề được nhấn mạnh trong quảng cáo của bà Harris là thuế, quyền phá thai, nền kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Quảng cáo của Trump chủ yếu nhấn mạnh đến các vấn đề nhập cư, lạm phát, tội phạm, thuế cũng như nền kinh tế. Pennsylvania dẫn đầu chi tiêu của bà giao động trong cuộc tranh cử tổng thống với 264 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là Michigan với 151 triệu đô la Mỹ và Georgia với 137 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung, bang Pennsylvania chứng kiến con số đáng kinh ngạc là 1,2 tỷ đô la Mỹ cho tất cả các cuộc đua, trong đó có cuộc đua cho cơ quan chức địa phương. Các nền tảng kỹ thuật số nhận được 419 triệu đô la Mỹ quảng cáo cho cuộc đua tổng thống, chiếm 17% tổng chi tiêu. Trên các nền tảng Meta là Facebook và Instagram Đảng dân chủ chi nhiều hơn Đảng Cộng hòa 132,4 triệu đô la Mỹ so với 24,7 triệu đô la Mỹ. Trong khi truyền X, Đảng Cộng hòa dẫn đầu chi tiêu 1,1 triệu đô la Mỹ so với 150.000 đô la Mỹ của Đảng dân chủ. Nếu không xảy ra tranh chấp trong quá trình kiểm đếm, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được xác định không lâu sau ngày bỏ phiếu. Nếu có tranh cãi, người Mỹ sẽ phải đợi đến ngày kiểm phiếu đại cử tri, mùng 6 tháng 1 mới biết chính xác ai là người đắc cử tổng thống. Sau đây là 8 mốc thời gian quan trọng cần biết kể từ giờ tới ngày tân tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức. Ngày mùng 5 tháng 11, theo Sky News, mặc dù được gọi là ngày bầu cử, nhưng thực tế nên coi đây là ngày cuối cùng mà cử tri có thể bỏ phiếu vì họ đã có thể bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư. Ngày mùng 7 tháng 11, các quan chức bầu cử bang bắt đầu xác nhận kết quả với tốc độ chậm. Hạn cho xác nhận kết quả của các tiểu bang chiến trường như sau: Georgia, 23 tháng 11; Michigan, 25 tháng 11. North Carolina và Nevada, 26 tháng 11, Wisconsin, mùng 1 tháng 12, Arizona, mùng 2 tháng 12, Pennsylvania, không có ngày cụ thể. Ngày 25 tháng 11, đây là ngày cuối cùng một lá phiếu qua thư có thể đến và vẫn được tính, miễn là nó được đóng dấu bưu điện ngày mùng 5 tháng 11. 17 tiểu bang và quận Columbia chấp thuận các lá phiếu qua thư đến sau ngày bầu cử. Ngày 26 tháng 11, cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị kết án tại New York trong vụ án tiền bịt miệng và can thiệp bầu cử sau khi bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh để tác động tới cuộc bầu cử năm 2016. Ngày 11 tháng 12, đạo luật kiểm phiếu quy định thống đốc của mọi tiểu bang phải chứng nhận kết quả bầu cử trước ngày 11 tháng 12. Bất kỳ khiếu nại pháp lý nào sau đó phải được giải quyết trước ngày 16 tháng 12. Cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử đầu tiên áp dụng các quy tắc này. Đạo luật đã được sửa đổi sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của những người ủng hộ ông Trump. Ngày 17 tháng 12, theo hiến pháp Mỹ, về mặt kỹ thuật, người dân không trực tiếp bầu chọn tổng thống mà chọn các đại cử tri để làm điều đó thay họ. Ngày 17 tháng 12, những cử tri này sẽ tới đại cử tri đoàn để bỏ phiếu cho một ứng cử viên theo ý của người dân. Mỗi tiểu bang có số phiếu đại cử tri đoàn khác nhau dựa trên quy mô dân số. Hầu hết các bang ở Mỹ đều bầu cử theo nguyên tắc người thắng lấy tất cả, nghĩa là toàn bộ đại cử tri của một bang phải bầu cho ứng cử viên đã nhận được đa số phiếu phổ thông tại bang đó. Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Phó Tổng thống chủ trì cuộc kiểm phiếu đại cử tri tại phiên họp chung của Quốc hội, sau đó công bố kết quả và tuyên bố người trúng cử. Trước đó, trong cuộc kiểm phiếu ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Donald Trump, khi đó là Tổng thống, đã chỉ trích Phó Tổng thống Mike Pence vì không ngăn cản Quốc hội công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Cũng trong ngày, Điện Capitol của Mỹ đã bị những người ủng hộ ông Trump tấn công khi họ cố gắng làm gián đoạn cuộc kiểm phiếu. Chiến thắng của ông Biden đã được xác nhận vào sáng ngày 7 tháng 11. Từ sau vụ bạo loạn ở đầu Capitol Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cải cách kiểm phiếu và chuyển giao tổng thống năm 2022, yêu cầu phải có sự chấp thuận của một phần năm hạ viện và thượng viện để xem xét khiếu nại về kết quả của một tiểu bang. Con số này cao hơn quy định trước đó, khi chỉ cần một thành viên thượng viện và hạ viện đã có thể cùng nhau khiếu nại kết quả bỏ phiếu. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, lễ nhậm chức của tân tổng thống và phó tổng thống sẽ diễn ra. Tại buổi lễ, tổng thống và phó tổng thống sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Điều đặc biệt trong luật bầu cử tổng thống Mỹ là các cử tri không trực tiếp bầu tổng thống lá phiếu của họ gọi là lá phiếu phổ thông, chỉ có nhiệm vụ chọn ra đại diện cử tri hay còn gọi là đại cử tri cho bang của mình. Tùy thuộc vào dân số mà mỗi bang của Mỹ có một số lượng nhất định đại cử tri. Ở hầu hết các bang, ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu phổ thông nhất thì cũng nhận được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Nếu đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên Donald Trump có khả năng tung ra lá bài tối hậu thư hòa bình dành cho cả hai phía nhằm ép cả Nga và Ukraine cùng nhượng bộ để chấm dứt xung đột vũ trang giữa họ một cách khả thi. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều chỉ trích cáo buộc Triều Tiên gửi quân giúp Nga. Tuy nhiên, trước thông tin về lính Triều Tiên, hai vị lãnh đạo này mới chủ yếu thể hiện sự ủng hộ bằng lời cho Ukraine, chứ chưa thực sự cung cấp phương tiện để giúp Ukraine giành chiến thắng thực sự. Và do vậy, trên thực tế, Ukraine tiếp tục đối sức trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài và tốn kém với Nga, một đối thủ với tiềm lực lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump Ứng viên hiện tại trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 có thể tạo khác biệt lớn so với cả ông Biden lẫn bà Harris. Một số nhà quan sát cho rằng ông Trump có thể trở thành động lực cho sự thay đổi mà Ukraina cần. Lý do cho điều này nằm ở chỗ, ông Trump muốn có hòa bình tại Ukraina, nhưng là một nền hòa bình với nhiều điều khoản có lợi cho ông ấy chứ không phải nước Nga. Nếu ứng cử viên Donald Trump đắc cử tổng thống lần này, ông có thể đạt được mục tiêu xác lập hòa bình bằng một tối hậu thư gửi cho mỗi bên. Đối với Ukraina, ông sẽ hối thúc tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán thông qua ảnh hưởng từ sự hậu thuẫn của Mỹ. Đối với Nga, ông có thể đe dọa điều ngược lại. Mỹ có thể bất ngờ mở rộng sự ủng hộ dành cho Ukraine và khơi mạnh trở lại cuộc chiến kinh tế nhằm vào Nga. Tối hậu thư như vậy có khả năng đạt hiệu quả cao. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bảo mòn đáng kể sức lực của cả hai bên. Điều này thể hiện rõ trên tiền tuyến. Hiện nay, hai bên đang tiến gần đến tình thế mà trong cờ vua, người ta gọi là thế giúp quang, tức là thế bị cưỡng ép phải đi nước cờ trong trạng thái bất lợi, khiến thế trận thêm tệ hại hơn. Nga thì thiếu phương tiện và lực lượng để mở rộng tiến công, còn Ukraine chỉ có nguồn lực vừa đủ để làm chậm đà tiến của Nga. Trong 2 tháng tới, dự kiến Ukraine sẽ xây dựng phòng tuyến dọc theo toàn bộ mặt trận, còn Nga sẽ tích trữ nguồn lực chiến lược cho một chiến dịch tấn công mới. Trong thế rằng có đó, ngón tay của Mỹ nhúng vào hướng nào sẽ dễ làm cán cân đôi bên nghiêng về bên đó. Ẩn số hiện nay là liệu phương Tây có trao cho Ukraine tất cả những thiết bị cần thiết và cho phép Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để phá hủy lực lượng và nguồn lực dự bị của Nga trong tình thế ấy, nếu ứng cử viên Donald Trump áp dụng tất cả những biện pháp nói trên và cố gắng chấm dứt xung đột Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài, thì ông sẽ thu được nhiều lợi ích. Hiện nay, cán cân xung đột vẫn đang nghiêng nhỉnh về phía Nga. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nếu Mỹ dồn tiền và nguồn lực để giúp Ukraine phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Còn nếu Mỹ dứt bỏ mọi sự giúp đỡ dành cho Ukraine, gần như chắc chắn thế trận Ukraine sẽ tan rã. Nhìn chung, Mỹ vẫn muốn Ukraine chiến thắng, nhưng cũng muốn tránh những kịch bản nguy hiểm bất ngờ nếu Nga thất thế, do vậy, ông Trump nếu đắc cử có thể sẽ nỗ lực ép hai bên xung đột đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài lâu. Kết quả này vừa an toàn, vừa có lợi cho chính quyền dự kiến trong tương lai của ông. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang nóng lên từng giờ, kết quả của cuộc bầu cử không chỉ ảnh hưởng đến nước Mỹ mà ảnh hưởng đến toàn thế giới, trong đó có nước Nga. Theo đó, các hãng tin lớn của Nga như RIA Novosti, Tass, Interfax đều đưa tin về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong khi đó người Nga quan tâm đến cuộc bầu cử ở các mức độ khác nhau. Tại thủ đô Moscow, các thành phố lớn như Saint Petersburg, Kazan và nhiều thành phố khác, nhiều người rất quan tâm và theo dõi sát sao diễn biến của cuộc bầu cử. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow không quan tâm nhiều đến việc ai sẽ giành chiến thắng trong kỳ bầu cử năm nay. Ông nhấn mạnh, Moscow không thể tin tưởng vào những tuyên bố của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ và đảng của họ trong chiến dịch vận động tranh cử. Bên cạnh đó, trong một phiên họp tại diễn đàn kinh tế Phương Đông, Vladivostok, nhằm khuyến khích đầu tư vào vùng Viễn Đông Nga, Tổng thống Nga Putin nói đầy ẩn ý rằng Tổng thống Biden là lựa chọn ưa thích của chúng tôi. Nhưng khi ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Putin nói rằng Nga sẽ làm điều mà vị tổng thống này đề nghị cử tri làm, đó là ủng hộ bà Harris, người thay thế ông Biden trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Galiamop, cây viết diễn văn một thời của Kremlin cho rằng ý của ông Putin là ủng hộ ông Trump bằng cách chế giễu ứng cử viên Harris thuộc Đảng Dân Chủ, Mỹ. Tuy nhiên, giáo sư Khrushcheva tại trường New School in New York lại cho rằng bình luận của ông Putin vẫn hàm chứa điều cốt lõi của sự thật. Theo bà Khrushcheva, chủ trương của ông Trump về chấm dứt nhanh chóng xung đột Ukraine có thể không còn thích hợp với Moscow vào lúc này, khi quân đội Nga đang nắm thế thượng phong trên chiến trường. Đến đây, chính ứng cử viên Tổng thống Mỹ Harris lại có thể giúp duy trì hiện trạng mà Nga thấy có lợi cho họ. Khi quyết tâm của phương Tây tỏ ra suy yếu trước cuộc tiến công quân sự kiên định của Nga tại Ukraine, bà Harris cổ súy cho chính sách đối ngoại mở cửa của Mỹ. Điều này có thể là yếu tố thuận lợi để Moscow tái khẳng định lập trường của họ về xây dựng trật tự thế giới mới đa cực. Như vậy, nhìn nhận một cách tổng thể, thì điện Kremlin xem xét bầu cử Mỹ 2024 với thái độ khá bình thản, không quá nghiêng về ưa thích một ứng cử viên nổi trội nào, ông Trump hay bà Harris và có lẽ họ đã sẵn sàng cho mọi kịch bản về chính quyền mới tại Mỹ. Theo tờ The Kiev Independent, khi người Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu bầu tân tổng thống, Ukraine đang hồi hộp theo dõi cuộc bầu cử của đồng minh phương Tây hàng đầu. Kết quả cuộc bầu cử này có thể quyết định số phận của Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm với Nga. Quan điểm của hai ứng cử viên về việc tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trái ngược hoàn toàn, khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục chiến đấu của Kiev. Theo bà Evelyn Farkas, giám đốc điều hành tại Viện McCain, kịch bản tốt nhất cho Ukraine là phó tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân chủ của bà giành chiến thắng hoàn toàn, kiểm soát cả Nhà Trắng và hai viện Quốc hội. Trong trường hợp này, Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy và kịp thời cho Ukraine, không chỉ về tài chính và vũ khí mà còn về các chiến lược giúp Ukraine giành ưu thế trong cuộc chiến. Chuyên gia Farkas nhấn mạnh rằng, nếu bà Harris thắng, chính sách hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ tiếp tục được duy trì. Ngược lại, nếu ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump giành chiến thắng, nhiều người lo ngại rằng Điều này có thể đánh dấu hồi kết của cuộc chiến theo những điều khoản bất lợi cho Kiev. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích viện trợ cho Ukraine và đổ lỗi cho tổng thống Zelensky về cuộc chiến. Ông tuyên bố rằng có thể chấm dứt giao tranh chỉ trong vòng 24 giờ mà không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Nếu bà Harris trở thành tổng thống với ông Phil Gordon là cố vấn an ninh quốc gia, nhiều khả năng chính sách đối ngoại của bà vẫn sẽ khác biệt so với tổng thống Biden. Ông Gordon được đánh giá cao về hiểu biết châu Âu và có thể thúc đẩy một chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu ông Trump thắng cử, nhiều người lo ngại rằng ông Trump sẽ không chỉ giảm viện trợ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Nga hơn nữa. Nhiều người tin rằng Mỹ có thể rơi vào tình trạng bạo lực chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra. Những lo ngại này đã khiến nhiều người tham gia các cộng đồng sinh tồn, tích trữ thực phẩm và mua vũ khí. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA Khoảng 20 triệu người Mỹ đang chuẩn bị đối phó thảm họa, con số này cao gấp đôi so với năm 2017. Một nghiên cứu từ Đại học California Davis cho thấy khoảng 1 phần 3 người trưởng thành ở Mỹ, bao gồm một nửa số đảng viên Cộng hòa, cho rằng bạo lực là một công cụ chính đáng để đạt được một số mục tiêu chính trị. Chẳng hạn, như đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo đó, tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, cho rằng có 35% khả năng xảy ra nội chiến ở Mỹ vào hồi tháng 5. Thậm chí ông Dalio còn tăng xác suất này lên trên 50% chỉ sau đó một tháng, đồng thời mô tả rằng xung đột có thể bùng nổ giữa phe cực hữu và cực tả, buộc mọi người phải chọn bên hoặc rời khỏi đất nước. Ông Dalio cũng cảnh báo rằng nội chiến hiện đại sẽ dẫn đến sự chia rẽ của các bang và sự bất tuân luật pháp liên bang, cho thấy mức độ căng thẳng và phân cực sâu sắc trong xã hội Mỹ để chuẩn bị ứng phó trước kịch bản xấu nhất. Nhiều người Mỹ đã chuyển đến ở các cộng đồng sinh tồn như Fortitude Run hay Vicky Lodge. Tại các cơ sở này, họ phải đóng tới vài nghìn đô la Mỹ để được đảm bảo an toàn trong trường hợp xấu nhất. Ngoài trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm trong vài năm, một số cộng đồng sinh tồn có được gia cố bằng tường chống đạn, bong kè, trang bị súng và nhiều biện pháp bảo vệ thiết yếu khác. Nỗi sợ của người Mỹ có lẽ phải bắt nguồn từ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020. Đỉnh điểm là cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2020 và bài diễn thuyết đêm trước đó của ông Trump. Vào đêm bầu cử năm đó, ông Trump tạm thời dẫn chức ứng cử viên dân chủ Joe Biden và có thể tuyên bố chiến thắng, nhưng sau đó lợi thế này dần giảm đi khi việc kiểm phiếu qua thư bắt đầu vào tối muộn và những ngày sau ngày bầu cử. Theo đó, ảo ảnh đỏ mô tả hiện tượng mà ứng cử viên Đảng Cộng hòa có vẻ như có lợi thế lớn vào đêm bầu cử do phiếu bầu trực tiếp thường được kiểm nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi thế này thường mờ dần khi các phiếu bầu qua thư, vốn phần lớn từ cử tri Đảng dân chủ, được kiểm đếm sau, tạo ra hiện tượng dịch chuyển xanh. Sự dịch chuyển này dẫn đến sự thay đổi kết quả khi các phiếu bầu được xử lý. Nguyên nhân của dịch chuyển xanh là do cách kiểm đếm khác nhau giữa phiếu bầu trực tiếp và phiếu bầu qua thư. Phiếu bầu trực tiếp được gửi thẳng đến trung tâm kiểm phiếu và được xử lý ngay, trong khi các phiếu qua thư được kiểm đếm sau và một số bang cho phép nhận phiếu qua thư sau ngày bầu cử. Những phiếu này được kiểm đếm kỹ lưỡng và có thể mất thêm thời gian để xác minh và công bố kết quả chính thức. Năm 2020, hiện tượng dịch chuyển xanh nổi bật hơn vì đại dịch Covid-19 khiến số lượng lớn cử tri chọn bỏ phiếu qua thư để đảm bảo an toàn. Ở các bang có nhiều cử tri dân chủ như California, Việc kiểm phiếu qua thư chậm đã dẫn đến tình trạng Đảng Cộng Hòa có vẻ dẫn chức ban đầu, nhưng kết quả thay đổi khi số phiếu qua thư được xử lý. Ông Donald Trump từng cáo buộc hiện tượng này là gian lận và yêu cầu tòa án tối cao ngừng kiểm phiếu các phiếu bảo muộn vào năm 2020. Tuy nhiên, các phiếu này đều hợp lệ và được bỏ đúng vào ngày bầu cử, chỉ là thời gian kiểm đếm kéo dài do khối lượng phiếu qua thư lớn.